Và tiếp theo sau đây là phần thứ hai của bài viết của Mũ Đỏ Vũ Đình Hải. Ngày nào vẫn còn đoàn quân Mũ Đỏ. Xin mời bà con mình cùng nghe tiếp. Cái Tết năm 1975 thoáng qua thật nhanh, không để lại một dấu vết nào trên vùng đèo Phú Gia. Hắn có cảm giác năm 1975 vắng hẳn một mùa xuân. Sau Tết, tiểu đoàn 8 nhảy dù về trung tâm huấn luyện Đống Đa, thao dượt lại khả năng chiến đấu. Ban ngày, các đại đội di chuyển ra bãi tập, tham dự các buổi huấn luyện do các huấn luyện viên của trung tâm huấn luyện Đống Đa phụ trách. Vào một buổi chiều, khi thực tập bài học di chuyển dưới hỏa lực, anh em nhảy dù đang bò sát dưới đất. Ngay trên đầu là những loạt đạn Đại Liên bắn liên tục không ngừng. Bỗng dưng, anh em nhảy dù rủ nhau đứng dậy, thả bộ tà tà đi tới phía trước họng súng. Tiếng súng đột nhiên ngưng bặt, từ trên ụ bắn có tiếng hoảng hốt chửi bới om sòm. Trời ơi, mẹ, muốn chết hay sao chứ? Viên sĩ quan huấn luyện viên mặt tái xanh không còn một giọt máu, vừa sợ vừa tức khi nhìn những khuôn mặt đang híp mắt lên cười hành hạch. Trời ơi, các anh làm cái gì vậy hả? May mà không có ai trúng đạn. Ê, bảo đảm không có sao đâu trong quý. Tụi tôi thấy hướng đạn bắn ra từ một góc cố định, tụi tôi bước nép qua một bên thì không có sao hết trơn. Sau cơn hoảng vía, viên trung úy định thần lại và chợt hiểu ra, các ổ súng Đại Liên trên đài tác xạ đã được gắn chết vào một vị trí, tầm và hướng không thay đổi được. Những buổi huấn luyện trong trung tâm huấn luyện Đống Đa thật ra rất thoải mái, khỏe khoắn, như những buổi đi cắm trại ngoài trời. Làm sao so sánh được với những ngày tháng khổ nhục còn hơn con chó, thời tiểu đoàn còn đóng quân ở vùng núi Yên Bầu. Hàng ngày anh em phải chui vào rừng, chặt tranh tre tràm đem về nộp cho tiểu đoàn trưởng. Buổi tối về đến doanh trại, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, ăn cơm nhà bàn no bụng, chẳng lẽ lại nằm chèo queo, thật là uổng phí đời trai. Trước cổng trung tâm huấn luyện Đống Đa lúc nào cũng có hai ông kẻ của ban hai tiểu đoàn ứng trực, dù ra ngoài bằng phía bên hông chắc ăn hơn. Mấy lớp hàng rào chung quanh trung tâm huấn luyện có nhầm nhòi gì, anh em kiếm đâu ra được một tấm ván dài, thả lên trên lớp kẽm gai rồi bước lên, thiệt là êm hết biết. Tới lớp hàng rào cọc sắt cao hơn đầu người, anh em đào tróc gốc thành một cái vòm, con voi chui qua cũng lọt. Chạy dọc theo lớp hàng rào là một dãy đất trống, có cắm những tấm biển sơn chữ mìn. Anh em đi tới đi lui muốn trụi lủi mà có thấy trái mìn nào nổ đâu. Ra tới quốc lộ 1, rẽ sang bên phải vài trăm thước là đã thấy nhấp nháy ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ của thị trấn Phú Lương. Cà phê, bia, rượu, thôi thì không thiếu một thứ nào. Ăn uống đã no say thì tìm đường rút về láng trại. Làm một giấc tới sáng để ngày mai còn đi bãi. Sáng ngày mai điểm danh mà vắng mặt, thì e rằng đầu sẽ không còn sợi tóc nào để mà chải. Trong thời gian hâm nóng ở trung tâm huấn luyện Đống Đa, tiểu đoàn 8 nhảy dù tiếp nhận một số quân nhân từ quân lao bổ sung về. Trung đội 1 của đại đội 84 nhận 7 người, có 2 người đã lớn tuổi, đó là Diên và Ưu, những người còn lại đều trẻ tuổi. Trong đó có Sơn, Lộc, Nghĩa và Thương. Những ngày đầu mới về trung đội, anh em chưa quen với nề nếp sinh hoạt của nhảy dù nên lè phè lắm. Thổi còi tập hợp 10 phút sau mới thấy chạy ra, quần ống cao ống thấp, dây giày chưa cột, áo còn chưa cài hết nút, mà vẫn cười nói ồn ào như cái chợ. Anh em bỗng khựng lại khi nhìn thấy trung đội đã hàng ngũ chỉnh tề từ lúc nào. Bốn hàng ngang bên phải làm chuẩn, im phăng phắc không một tiếng sột soạt. Trung sĩ nhất trong đội phó gầm lên, mẹ thằng nào ra trễ bước qua một bên cho tao. Anh em ríu ríu đứng xích ra một bên, hồi hộp lo âu, nhìn những khuôn mặt lầm lì khó chịu của anh em cựu binh đã thấy ớn, rồi chạm phải tia mắt dữ dội của trung đội phó thì tự dưng thấy muốn nghẹt thở. Tao không cần biết tụi bay trước kia ở đơn vị nào, hãy đã tình nguyện về nhảy dù thì phải khép mình vào kỷ luật của nhảy dù. Thằng nào không chịu nổi thì đào ngũ đi, giờ này vẫn còn kịp. Tụi bay phải nhìn những anh em cũ, người ta sinh hoạt như thế nào thì bắt chước theo. Anh em tiêu nghỉu buồn xo khi vị trung sĩ nhất trung đội phó sĩ vả cho một trận tơi bời.
Thời gian sau, những con ngựa hoang từ khắp xứ đổ về đã dần dần gò mình vào cái vòng kim cô, đã được thuần hóa để trở thành những con ngựa chiến, sẵn sàng yên cương cho những trận giáp chiến sống mái với địch quân trên chiến trường. Tinh thần tự nguyện vậy, nhảy dù và kỷ luật của binh chủng đã là xi măng và cốt sắt. Hai thứ vật liệu này trộn chung với nhau thành một khối bê tông vô cùng vững chắc, khó có gì xô ngã nổi. Nhờ đó người lính nhảy dù đã sở hữu được một tinh thần chiến đấu ngoan cường. Cho dù có mất liên lạc với cấp chỉ huy, đơn vị vẫn chiến đấu độc lập một cách vững vàng. Hôm nay, các đại đội di chuyển ra bãi tập như thường lệ, huấn luyện viên vừa chấm dứt bài học. Anh em đứng dậy vươn vai, ưỡn lưng cho giãn xương sống. Những tia lửa Zippo rộn ràng nhấp nháy mồi vào đầu điếu thuốc. Bỗng có tiếng đạn đại bác nổ dữ dội, những cụm khói bốc lên ngay trong bãi tập. Địch pháo kích vào trung tâm huấn luyện đóng đa. Đạn pháo rơi rải rác trên một diện tích rộng mênh mông của bãi huấn luyện. Anh em thoải mái đứng nhìn những cụm khói lặn với đất đá bắn tung lên trong thật vui mắt. Một lát sau, toàn bộ tiểu đoàn được lệnh trở về doanh trại trong trung tâm huấn luyện đóng đa. Anh em dùng cơm trưa trong lúc các đại đội trưởng cầm bản đồ lên bộ chỉ huy tiểu đoàn họp hành quân. Tình hành lang cho biết đang có giao tranh trên núi Bông, núi Nghệ, núi Mỏ Tàu và những cao điểm nằm trên vòng đai bảo vệ an toàn cho thành phố Huế. Được trấn giữ bởi các đơn vị thiện chiến của sư đoàn một bộ binh, trung úy đại đội trưởng Quách Giang trở về đại đội với lệnh hành quân khẩn cấp. Địch quân đã xâm nhập về quận Hương Thủy, đài phát thanh Thanh Lam đang bị đe dọa, tình hình khá nguy ngập vì địch đã tiến rất gần, chỉ còn cách đài phát thanh vài cây số. Một đoàn quân xa của một đơn vị bạn trên đường di chuyển đã lọt vào ổ phục kích của địch. Tiểu đoàn 8 nhảy dù nhận lệnh trách nhiệm quét sạch địch quân ra khỏi quận Hương Thủy. Ba lô súng đạn đã giá thành hàng trên sân cờ. Đoàn xe quân vẫn vừa dừng bánh, thì trong chớp mắt anh em đã nhảy gọn gàng lên xe. Họng súng chỉ ra hai bên đường. Khẩu đại liên M60 đặt lên mui xe chồm ra phía trước, đạn đã lên nòng. Đoàn xe quân vẫn mở ga phóng nhanh trên quốc lộ 1 hướng về quận Hương Thủy. Phải chạy đua với thời gian để ngăn chặn địch trước khi họ kịp tấn công đài phát thanh Thanh Lam. Đoàn xe rẽ vào một con đường nhỏ, chạy qua khỏi đài phát thanh một đoạn rồi dừng lại, đổ quân xuống ven đường. Tiểu đoàn 8 nhảy dù nhanh chóng dàn thấy trận. Địch quân đang im lìm chờ đợi từ phía bên kia con sông Lợi Nông. Bộ chỉ huy tiểu đoàn nằm lại bên này xong. Bốn đại đội tác chiến đã vào vị trí xuất phát. Đại đội 84 do trung úy Quách Giang chỉ huy được lệnh di chuyển cập theo bờ sông về phía bên phải, sau đó sẽ vượt sông đánh vào cạnh sườn. Các trung đội của đại đội 84 án ngữ bên này bờ sông chờ đợi. Các anh em ẩn mình vào những lùm cây dọc theo con đường mòn. Ngay khi nhận được lệnh vượt sông, những người lính của đại đội 84 vừa băng xuống dòng sông thì địch bắt đầu khai hỏa. Đạn AK bắn ra từ phía sau một chiếc xe máy cày và những căn nhà sau lũy tre làng. Trung đội còn ở bên bờ sông lập tức bắn xối xả sang bên kia, ngăn không cho địch ngóc đầu lên. Trung đội đã chạm nước thì cố gắng lội nhanh sang bên kia sông. Nước sâu đến đầu gối, có chỗ ngập lên tới ngực. Khi anh em bám được vào dải đất bên kia sông và bắt đầu xung phong thì địch quân bỏ chạy. Trung đội bung ra giữ vững vị trí đầu cầu để toàn bộ đại đội sang sông an toàn. Trung úy Quách Giang điều động các trung đội thọc sâu vào làng. Khi trung đội 1 vượt qua khỏi xóm nhà thì một cánh đồng trống hiện ra trước mắt. Bên kia cánh đồng thấp thoáng những mái nhà sau lũy tre xanh, bầu không khí im ắng ngột ngạt, ẩn náu sâu trong tình thông xóm ấy, địch đang kín đáo dàn quân chờ đợi. Hắn nhận được lệnh ám sát vào làng, trung đội di chuyển dọc theo bờ sông, giữ khoảng cách rất thưa vì địa thế trống trải của một cánh đồng. Dĩ nhiên từ phía sau, những cánh cửa, những bụi tre xanh, địch đang theo dõi không sót một cử động nào của anh em. Tiếng đạn AK trích lên khi trung đội đã lội qua được gần một nửa đoạn đường. Anh em nằm sát xuống mặt đất, men theo bờ ruộng tiếp tục bò lên. Tiếng đạn AK vẫn nổ ròn rã, cày lên mặt ruộng, hất tung lên những nắm đất,
Bỗng hắn nghe có tiếng lao xao ở phía sau đoàn quân. Thằng Tốt bị thương rồi. Theo phản xạ, hắn chồm người lên nhìn về phía sau. Nguyễn Văn Tốt trúng đạn vào mông. Mông của Tốt đã bự mà còn lõm nhõm nhô lên cao, nên dễ lãnh đạn. Địa thế chung quanh trống trơn, không có vật gì để che chắn, ngoại trừ bờ ruộng thấp lè tè. Kéo Tốt về phía sau băng bó tất cả bò thật sát mặt đất. Người khinh binh đi đầu vội vã nhoài người kéo hắn ngã xuống mặt ruộng. Thiếu úy, coi chừng! Vừa lúc ấy một loạt đạn AK bắn rắc ngay trên đầu. Cả hai người lăn sát vào mép bờ ruộng, đạn bắn không trúng người trở nên giận dữ, tắt xuống mặt ruộng văng đất lên tung tóe. Hắn lặng lẽ đưa tay sờ lên bành nón sắt, lại thêm một lần chết học trong gang tấc. Mảnh đạn súng cối từ trận Thường Đức vẫn nằm im trong đầu hắn. Giá mà nó nhích sâu vào một chút nữa thì cuộc đời của hắn đã chấm dứt từ lâu. Thiếu quý, có trung quý đầu máy. Trần Minh Hồng xốc lại chiếc máy truyền tin trên vai bò sát lại bên hắn. Hắn cầm ống liên hợp áp sát vào tai. Giang Nam, đây 161 tôi nghe. Anh dẫn con cái trở ngực về vị trí cũ, dặn anh em bò sát mặt đất đừng đẩy như thằng Tốt. Giang Nam, tôi nghe rõ 5/5. Trung đội quay lưng bò dần về khu làng cũ tổ chức phòng thủ qua đêm. Sáng hôm sau hắn nhận lệnh lên gặp Trung úy đại đội trưởng Quách Giang. Trung úy Quách Giang trải chấm bản đồ trên mặt đất rút cây viết mở trong túi ra. Đây là chỗ mình đang đứng, anh dẫn trung đội ra điểm này, đánh theo hướng mũi tên vào bìa làng. Trung úy Quách Giang vạch một mũi tên lên tấm bản đồ rồi nói tiếp. Nội trong buổi sáng hôm nay phải thanh toán xong mục tiêu. Hắn mở tấm bản đồ của hắn ra và chép lại những dữ kiện. Trung úy Quách Giang với tay lấy ly cà phê đã pha sẵn đưa cho hắn. Hãy nè, uống cà phê rồi hãy đi về trung đội. Hắn đưa tay đỡ lấy ly cà phê rồi lấy gói thuốc ra mời đại đội trưởng. Khi hắn trở về trung đội thì anh em đã cơm nước xong xuôi, súng đạn đã chuẩn bị sẵn sàng. Trung đội lên đường tiến về điểm xuất phát. Địa thế ở đây thuận lợi hơn nhiều, quãng đồng trống ngắn hơn, một con đường mòn nối liền bên này sang bên kia làng, vấp phải một cái miếu nhỏ rồi tới ngay căn nhà gạch mái ngói đầu tiên. Phía bên kia, trung đội 2 cũng đã sẵn sàng vượt tuyến xung phong, tiến chiếm bìa bên trái của khu làng. Trung đội căng thành một hàng ngang, hắn tra hiệu, anh em vừa tiến lên vừa bắn cầm chừng. Bỗng dưng hắn khựng lại, tròn mắt kinh ngạc, một đám dân làng toàn là đàn bà con nít chạy ùa ra ngay trước mặt trung đội. Hắn hết hồn gào lên, ngưng bắn, ngưng bắn. Anh em cũng hoảng vía không kém gì hắn, cả trung đội lơi cò súng đứng chết trân giữa khu đồng trống. Anh em đưa tay chỉ sang hướng bìa làng. Bà con hiểu ý vội vã chạy thoát thân ra cánh đồng. Ngay lập tức, từ những ổ kháng cự được che giấu kín đáo trong làng, địch quân bắt đầu tác xạ ngăn chặn vào đoàn quân mũ đỏ. Địch quân đã lộ diện, nên trận đấu trở nên hào hứng. Tổ kinh binh nhanh như chớp xông lên chiếm lĩnh ngôi miếu. Toàn bộ trung đội ào lên. Binh Nhất Thuận hai tay kèm chặt khẩu đại liên M60, vừa chạy lên vừa bắn như giông bão. Dây đạn đại liên vắt chéo trên hai vai của Thuận, khiến cho hình ảnh của người chiến binh trở nên hào hùng, dũng mãnh hơn bao giờ hết. Tổ khinh binh chiếm xong ngôi miếu, hứng chí không chờ lệnh, đã băng vào khoảng sân rộng xông ngay vào căn nhà đầu tiên. Binh Nhì Sơn, người quân phạm trẻ tuổi mới tăng cường về trung đội, dùng bắn súng đập vỡ cánh cửa sổ, nép người sang một bên rồi rút chốt lựu đạn ném vào. Lựu đạn vừa nổ, nhanh như chớp sân quăng mình nhảy vào bên trong. Tổ khinh binh đã chiếm xong đầu cầu trong chớp mắt. Trung đội xông lên nhanh và mạnh như con nước vỡ bờ. Địch quân kinh hoàng bỏ chạy, chỉ trong khoảng 15 phút ngắn ngủi. Trung đội đã hoàn toàn kiểm soát trọn vẹn mục tiêu. Trung đội bắn hạ tại chỗ hai cán binh cộng sản, bắt sống hai người khác, tịch thu toàn bộ vũ khí. Thật là may mắn khi anh em trong trung đội không có người nào bị xây xát trầy xước. Hai người tù binh ngồi bệt dưới đất, ánh mắt thất thần không giấu được nỗi lo âu. Hắn nhờ anh em nhóm lửa nấu nước. Một lát sau hai tô mì bốc khói được bưng đến mời hai người tù binh. Họ không khách sáo, nhận ngay tô mì và ăn rất ngon lành. Chờ họ ăn xong, hắn rút trong túi ra gói thuốc lá cấp tăng mời mỗi người một điếu. Khói thuốc ấm áp chui vào buồng phổi khiến họ dần dần tỉnh táo lại.
Hắn vui vẻ cất tiếng hỏi một người tù binh. Quê quán của anh ở đâu vậy? Dạ, quê tôi ở Quảng Bình. Anh em đưa cho hắn một xấp giấy tờ tìm được trong ba lô của người bộ đội. Hắn nhìn thấy tấm hình chụp. Một người Tây Phương, đội mũ cát két đang đứng trên bờ của một dòng sông. Hắn đưa tấm hình cho người tù binh nhìn thấy và hỏi. Anh có biết người này là ai không? Đây là đồng chí Stalin vĩ đại. Thì ra đây là thủ lãnh nổi tiếng một thời của đảng Cộng sản Liên Xô. Hắn tò mò chọn lấy một lá thư và mở ra xem. Lá thư tình viết dở dang cho người yêu đang ở hậu phương bên kia dòng sông Bến Hải. Những dòng chữ khô khốc đã đốt rụi những nét tình tứ mượt mà. Lẽ ra phải được chuyên chở trong một lá thư tình. Chẳng thấy được một chút ít rung động nào của đôi tim khi trong lá thư đầy rẫy những câu. Em ở nhà cố gắng tăng gia sản xuất cho đạt chỉ tiêu nhé. Rồi lại có đoạn, vươn lên sắp tới quyết tâm giành thắng lợi. Những từ ngữ trật búa kiểu này đã bóp cổ bẻ họng tình yêu đến ngạt thở. Còn hơi sức nào để mà tình với tự, để mà thương với nhớ. Lại có những từ ngữ hắn không thể nào hiểu được. Hầu hởi, không hiểu nghĩa hầu hởi thì làm sao mà hầu hởi cho được. Hắn trả lại sắp giấy tờ cho người tù binh rồi cắt cử một số anh em đưa họ về bộ chỉ huy đại đội. Trung đội bung ra, lục soát tỉ mỉ toàn bộ khu làng. Đến xế chiều thì lại tìm thấy thi hài của một quắc quân nằm chết ngoài bờ ruộng. Trung đội đào hầm hố tổ chức phòng thủ qua đêm trước khi trời tối. Hôm nay tiểu đoàn 8 nhảy dù đã hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp. Các đại đội đều gặt hái được chiến công, tiêu diệt bắt sống và tịch thu vũ khí. Trong số vũ khí do đại đội 81 tịch thu, có một khẩu K-59 mới cấu cạnh. Nhưng địch quân vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận kết quả của trận đấu. Giữa đêm khuya hôm ấy, bỗng nhiên có tiếng lựu đạn nổ, tiếp theo là tiếng súng vang cả một góc trời ở phía bên kia sông, nơi đóng quân của bộ chỉ huy tiểu đoàn. Tiếng súng thi nhau nổ ròn rã trong tiếng đạn của lựu đạn của Beta. Địch quân sử dụng một lực lượng đặc công luồn theo dòng sông Lợi Nông, áp sát lên bờ, toàn đánh úp vào bộ chỉ huy tiểu đoàn 8 nhảy dù. Đoàn quân mũ đỏ đã giỏi về công mà thủ cũng không đến nỗi tệ. Địch mới xâm nhập vào tới bên ngoài vòng đai phòng thủ của tiểu đoàn, đã bị phát giác ngay. Lập tức những trái lựu đạn được tung ra từ trong chiến hào khiến địch choáng váng. Họ hoảng hốt ném lựu đạn và Beta một cách bừa bãi. Đêm hôm ấy dù đã cố gắng hết sức, nhưng địch quân vẫn không cách nào chọc thủng được phòng tuyến của bộ chỉ huy tiểu đoàn. Họ đành phải nương theo bóng tối rút đi. Sáng hôm sau, quân ta bung ra lục soát, tìm thấy một số tử thi của địch quân. Lại còn bắt sống thêm được mấy chú đặc công đang rác rung dưới nước. Người nào cũng chỉ mặc có mỗi một chiếc quần đùi, chất nổ quấn đầy trên người. Lại còn đeo dính thêm cả mấy chục con đĩa đã hút máu no tròn căng cứng. Đêm hôm ấy tiểu đoàn 8 nhảy dù, mất đi một người khinh binh. Binh nhì ngàn của đại đội 81 tăng cường về tiểu đoàn. Ngàn nhảy xuống nước và đã chết vì sức ép của chất nổ. Sau khi đã quét sạch địch quân ra khỏi quận Hơn Thủy, tiểu đoàn 8 nhảy dù bàn giao lãnh thổ cho đơn vị bạn rồi di chuyển về vùng Văn Thánh. Các tiểu đoàn nhảy dù về đây thường được dùng như một lực lượng trừ bị. Khu vực này yên tĩnh, không có lực lượng chính quy của địch, chỉ có du kích lén lút hoạt động mà thôi. Trước đây khi tiểu đoàn 3 nhảy dù về nghỉ ngơi ở vùng này, đã bắn hạ được một toán du kích khi họ đang di chuyển trong đêm. Từ Văn Thánh ra đến chùa Thiên Mụ không xa lắm, anh em có dịp dù ra Huế ngắm cảnh sông Hương núi Ngự. Nhìn tráng chiều nhẹ nhẹ buông lơi trên cầu Trường Tiền, và nhất là bân quân nhìn theo những tà áo trắng đồng khánh thước tha, lính xa nhà thường hay mơ ước viễn vông. Tiểu đoàn 8 nhảy dù đang thoải mái đóng quân ở Văn Thánh thì bất ngờ có lệnh toàn bộ sư đoàn nhảy dù chuyển quân về Sài Gòn, bỏ lại sau lưng một khoảng trống chiến thuật vô cùng nguy hiểm. Lúc ấy là tháng 3 năm 1975. Anh em đã thức giấc khi gà chưa kịp buông tiếng gáy, nổi lửa nấu cơm chuẩn bị hành trang lên đường. Trời vừa hừng sáng thì trung đội được lệnh nhổ trại, tập trung về bộ chỉ huy đại đội. Sau đó toàn bộ đại đội di chuyển về bộ chỉ huy tiểu đoàn,
đoàn xe quân vẫn im lìm xếp thành một hàng dọc bên lề đường. Đoàn xe sạc một lần cuối ân cần tiễn đưa tiểu đoàn tám nhảy dù ra đến phi trường Đà Nẵng. Lên xe tiễn anh đi, chưa bao giờ buồn thế. Đoàn xe xuôi nam trên quốc lộ 1. Ngồi trên xe, hắn rất ngạc nhiên khi có những đoàn người, nam phụ lão ấu già trẻ lớn bé gồng gánh đầu đạc, cũng đang xuôi theo đoàn quân. Nhân lúc đoàn xe kẹt lại trên đường, hắn bước xuống xe và hỏi thăm cớ sự. Bác ơi, bà con đi đâu mà đông như thế này hả bác? Ông cụ ngước mắt lên nhìn hắn rồi nhìn vào bộ quân phục hắn mặc trên người với vẻ trìu mến. Thiếu úy không biết sao, nhảy dù rút đi thì chúng tôi ở lại đây làm gì nữa? Chúng tôi phải tự tìm đường thoát đi mà thôi. Hắn chấn động cả tâm can, thật vậy hay sao? Hắn ngỡ ngàng không thể tưởng tượng được rằng người lính nhảy dù lại là một điểm tựa quá ư to tát trong tâm khảm người dân xứ Huế kể từ khi đoàn quân Mẫu Đỏ về đây trấn đóng biên cương, giành lại Văn Miếu Từ trong tay địch quân. Hắn đưa tay nắm chặt vào cửa xe, chiếc GMC bắt đầu lăn bánh vào một đoạn đường xấu. Cái cảm giác hỗn độn nặng trĩu của sững sờ lẫn xót xa trong đầu hắn hình như cũng đang lắc lư nhảy múa. Đoàn xe đã vượt qua đèo Phước Tường, từ đây đến cầu Thừa Lưu sẽ không còn bao xa nữa. Hắn thấp thỏm dõi mắt nhìn sang bên kia đường. Ừ, sắp tới Thừa Lưu rồi, mà tới Thừa Lưu thì đã sao? Ở đó có gì để mà mong với đợi? Hình như có một điều hắn đã cố tâm nén chặt xuống tận đáy lòng. Giờ đây trong phút chia ly, hình bóng ấy bỗng vụt bừng lên rạng rỡ ngay trước mắt. Hắn mong muốn được nhìn lại người con gái ấy. Kỳ lắm, sao hắn lại cứ nhớ đến Diệu mãi thôi? Nhớ đến cái dáng hiền lành, nết na thùy mị của Diệu. Càng nghĩ đến Diệu, hắn lại càng không muốn cuộc đời của Diệu sẽ mãi mãi vời vợi, ngóng trông theo dấu chân chinh chiến hiếm có ngày về thăm. Diệu làm sao hiểu được trong lửa đạn, sự chết và cái chết giáp ví với nhau như thế nào? Sớm muộn gì cái ngày hắn gục ngã trên chiến trường sẽ phải tới. Hắn không nỡ để Diệu sẽ phải khổ đau gian dở. Thôi nhé Diệu ơi, trả Diệu lại cho Huế đó. Chỉ ước mong được nhìn thấy Diệu một lần cuối để nhớ hoài mà thôi. Đoàn xe chạy ngang qua khu chợ Thừa Lưu. Cái quán cà phê hiện dần qua trong tầm mắt với tấm biển ố vàng ghi dòng chữ có bán mì hủ tiếu. Một người con gái từ trong quán bước ra. Hương, đúng là Hương rồi. Hắn nhận ra khuôn mặt xinh xinh với chiếc mũi cao kiêu kỳ. Hương sửng sốc khi nhìn thấy đoàn xe đầy ắp những người lính nhảy dù. Nàng kiển chân cố nhìn lên những chiếc huy hiệu trên cầu vai người lính, hình chiếc dù với con ngựa bay. Đúng là tiểu đoàn tám nhảy dù rồi. Hương hoảng hốt chạy theo đoàn xe. Nhưng chậm mất rồi, chiếc quân xa cuối cùng đã lăn bánh qua khỏi chợ Thừa Lưu. Hắn thò đầu ra cửa xe, ngoái cổ nhìn lại. Hương đang đứng chết trụ bên đường, nàng đưa tay chậm những giọt nước mắt, khóc cho mối tình đầu đã sớm phôi pha. Có lẽ Hương vẫn chưa biết chuẩn quý Phạm Văn Hải đã thuyên chuyển về lữ đoàn. Đoàn xe bắt đầu gài số nhỏ để leo lên đèo Phú Gia, hướng về phi trường Đà Nẵng. Anh em nhìn lại cảnh cũ trên đèo Phú Gia một lần cuối trước khi về Sài Gòn để dấn thân vào một chiến trường xa lạ, có thể là Phước Long hay Buôn Ma Thuột không chừng. Hắn lại nhìn thấy vài nhóm người đang khăn gói vượt đèo xuôi về Nam. Họ đứng tránh vào một bên đường và vẫy tay chào. Tự dưng hắn cảm thấy áy náy trong lòng như một kẻ phạm tội thất tín, và hắn chợt nghĩ đến bà bác. Ngày nào vẫn còn đoạt quân Mũ Đỏ thì Huế của chúng tôi sẽ không bao giờ bị mất. Tác giả Vũ Đình Hải. Xin cảm ơn tác giả Vũ Đình Hải và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.